Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nhiều ngày qua diễn ra trong hình thái rét về đêm và sáng sớm, không có mưa, ngày nắng lên tới cả chục tiếng đồng hồ. Kiểu thời tiết này rất dễ dẫn đến cháy rừng do khô hanh. Và thực tế vào lúc 13 giờ ngày 25 tháng 1 vừa qua đã xảy ra vụ cháy rừng trên diện tích 4 ha thuộc tổ 15 phường Trần Phú, thành phố Hà Giang do gia đình tự ý phát và đốt rừng. Do rừng đang khô hanh nên lây lan sang những diện tích rừng bên cạnh. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng cùng với quần chúng nhân dân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế không để đám cháy lây lan ra diện rộng. Hiện tại đây là khoảng thời gian giữa mùa khô, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao, do vậy người dân cần có ý thức phòng cháy, chữa cháy, không tự ý đốt nương khi chưa thông báo và được phép của cơ quan chức năng. Trở lại với tình hình thời tiết đêm 28 và ngày 29 tháng 1. Thưa quý vị và các bạn, 24 giờ qua do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây nên khu vực vùng núi thấp của tỉnh đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Hiện nay áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, đêm 28 và ngày 29 tháng 1, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa Đông Nam áp thấp phía Tây phân tích trên, áp giảm và độ ẩm ít thay đổi. Cụ thể, ở khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, ở khu vực này đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là dao động trong khoảng từ 12 cho tới 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ và độ ẩm trung bình là 82%. Ở khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, ở khu vực này đêm và sáng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 13 cho tới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 80%. Còn ở khu vực vùng núi thấp, ở khu vực này, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 cho tới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ và độ ẩm trung bình là 84%. Cuối bản tin là bảng nền nhiệt cho các khu vực trong tỉnh. Bảng nền nhiệt chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.